khi anh Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt thì có quan với Thái Lan mà. Có quan với Thái Lan, vậy thế lực nào ở bên Thái Lan? Chúng ta đặt câu hỏi, à cái thằng Trình Hội nó có bên Thái Lan hay không? Bọn Việt Tân có bên Thái Lan hay không? Bao nhiêu người có bên Thái Lan hay không? Lời cô Trần Kiều Ngọc ở bên Úc thật sự có là trong cái nhóm của Thái Lan hay không? Ông Ngô Gia Kiểm ở bên Pháp có phải bên Thái, có phải của Việt Tân hay không? Tại vì cái vấn đề là ngày hôm nay tất cả bọn Việt Tân á, là nó bao vây hoàn toàn tất cả mọi thứ, là nó xúi người dân ở trong nước. Nếu như người dân ở trong nước á mà nghe tụi nó là chỉ có chết thôi, là chỉ có đi tù ngọc gông. Tại vì lúc đầu á là nó cho được mấy trăm trăm đồng euro, nó trăm đô la, người vợ người chồng các con được mấy trăm đô la. Sau đó đến khi từ từ thì nó bắt người dân phải làm thế này, người dân phải làm cái kia. Mà đến khi người dân không làm thì nó cắt lương, tại vì con người ta ăn quen, nhìn nó có quen đâu. Mà khi mà anh làm rồi thì anh phải làm sao? Anh phải vào tù thôi. Mà anh khi vào tù rồi, nhưng mà đặc biệt một cái Việt Tân á, khi người bố vào tù thì cái người vợ ba đứa con ở ngoài Việt Tân nó vẫn nuôi, nó vẫn chuyển cho một tháng là mấy trăm đô la như vậy, nó vẫn công tê tính bằng cái đầu người như vậy. Nhưng mà bọn Việt Tân là nó khốn nạn thế này này, bọn dân chủ á là nó cho một người dân á ít nhất là 500 đô la đổ lên, nó chăm từ 500 đô la đổ lên. Nhưng bọn Việt Tân nó ăn chặn, nó chỉ cho người dân tới tay chỉ 200 đô la hoặc là 300 đô la mà thôi. Bây giờ cái chuyện này anh không biết á, thì anh bây giờ anh cứ hỏi ông Võ Văn Tạo đi. Cái thằng em gọi là thằng Võ Văn Tạo, nó cái thằng khốn nạn thằng Võ Văn Tạo á, ở trong đất nước Việt Nam ở Nha Trang đấy, thằng Võ Văn Tạo đấy. Đấy, nó còn sống lù lù đấy, nó là cái nhân chứng, nó là của người Việt Tân đó, nó thẳng luôn, nó là của người Việt Tân luôn đó, chứ không phải là nó tốt đẹp gì, nó lên viết status để nó thương người dân vì dân đâu. Mình xin thưa với Hiền Ngọc nói như thế này nè, nếu người dân trong nước mà sáng suốt thì họ có một cách nhìn khác. Nếu anh làm một cuộc cách mạng thì anh phải đào hầm bí mật để mà còn, mà nếu anh mà lên trên Facebook này mà đào hầm Facebook thì làm cái gì chứ kia. Cho nên là mong người dân trong nước có cái góc nhìn sáng suốt và một cái ấy. Cho nên là để mà còn mà đấy nói về để mình mà khẳng định rằng họ là Việt Tân thì mình không dám, vì mình không có một cái cơ Tại vì sở gì anh không dám, nhưng mà giống như để em bây giờ em khẳng định luôn và em chắc chắn 100%. Tại vì khi mà tại vì hồi đó em rất là kính trọng họ, em kính nể một cách tuyệt đối. Nhưng mà sau này bắt đầu từ những cái thông tin, bắt đầu tới là ông Hoàng Cơ Minh chết, rồi bắt đầu tới những cái một nhóm người bên Thái Lan của bọn thằng Huy, của bọn một đám một lô một lốc bên Thái Lan, rồi tới ông Ngô Gia Kiểm ở bên Pháp, rồi tới một lô một lốc ở bên Úc, là xong tới thằng Võ Văn Tạo ở trong đất nước Việt Nam nó nho lên con giỏi lên, thế tất cả mọi thứ như vậy. Rồi cái đài Voa ngày hôm nay, cái đài Voa đó là của Việt Tân, tất cả mọi thứ. Thế lực nào đã đưa anh Chi qua bên Úc Châu? Đó là thế lực nào đã đưa anh Chi qua Úc Châu? Thế lực nào đã luồn lách những cô Nga, những cô Nấm qua định cư bên Hoa Kỳ? Thế lực nào đã luồn lách đưa ông Điếu Cày qua Hoa Kỳ? Đó là những cái điều mà chúng ta cần biết với nhau. Tại sao ông Điếu Cày ông qua được Hoa Kỳ? Tại sao cô Nấm qua được Hoa Kỳ? Chúng ta đặt câu hỏi là ai là người bảo lãnh họ qua hay không? Ai là người đưa họ qua hay không? Chứ không bảo là ông Donald Trump bảo lãnh qua, đất Mỹ họ bảo lãnh qua. Tại vì bọn chúng là nó đớp phải cái đồng tiền của Việt Tân. Ăn cơm chúa thì phải múa tới ngày, và cái nhiệm vụ của chúng phải làm như vậy. Và ngày hôm nay cái đảng Việt Tân họ chống ông Donald Trump một cách cực kỳ luôn, một cách cực liệt luôn. Em hỏi anh bây giờ ông Donald Trump có làm gì? Tại sao đảng Việt Tân họ mang tiếng là họ họ đấu tranh cho người dân Việt Nam, họ chống cộng đi, mà tại sao họ lại lại đi chống Donald Trump? Chả khác là họ của con cháu của thằng Tập Cận Bình à? Bây giờ anh hỏi với em một nhà kinh doanh, giờ em là một một bác sĩ mà em chữa lành một con bệnh thì em bị thất nghiệp à? Chính xác, anh nói câu này em hoàn toàn đồng ý với anh. Em hoàn toàn đồng ý, Wow. bởi tại sao bọn chúng mới nó gọi là đấu tranh bất bạo động? Tại vì nó đấu tranh là vì cái nồi cơm. Nếu như nó sợ thằng Tàu có vấn đề gì, thằng Việt Nam đi theo thì tụi nó mất cái nồi cơm của bọn chúng. Nó hoàn toàn nó mất cái nồi cơm. Đó là em đồng ý với câu 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 trả lời.